Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Lợn TV đang có mặt tại xã Xuân Quang của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Hà Giang, chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái khung mẫu nhà sàn bê tông tại ở đây. Đây là toàn cảnh bên ngoài, quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, đây là anh giới thiệu cho Chào thiết toàn kế nhà thể sàn. mọi người nhé. Vâng, anh tự giới thiệu mình đi. Mình tên là Luân, ở Yên Bái. Nay mình giới thiệu cho mọi người cái mẫu nhà sàn bê tông ở đang thi công tại Chiêm Hóa. Vâng, anh có thể giới thiệu là cái mình đang thi công này là hết bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Hiện tại bây giờ mình thi công nhà này thì đến hiện tại thời điểm hôm nay là 13 ngày. Vâng, cái độ rộng nhà này bao nhiêu không? Nhà này thì rộng cả từ tất về bên nhà với lại bên bếp với lại những cái công trình phụ này thì là 20 21 mét Chiều ngang này. nhé. Chiều ngang này là 99 mét. Thì độ cao này bao nhiêu nhỉ? Độ cao này thì cột quân thì nó là hơn 6 mét, còn cột cái là 7 mét. Từ cái mặt sàn từ cái mặt sàn dưới lên mặt sàn trên này bao nhiêu? Độ cao bao nhiêu nhỉ? Từ dưới nền dưới thì lên đến mặt dầm trên thì nó là 3 mét, còn từ mặt trên lên trên kia thì nó là 3 mét mốt. Nhà này là gọi là hai gian hai trái nhỉ? Đúng rồi, nhà này hai gian hai trái. Hai cầu thang luôn này. Một bếp. Đây như cái con này là mình cho chồng ba nhỉ? Đúng rồi, cái này mình gọi là chồng ba. Chỗ một cái cột cái ở giữa. Đúng rồi, chúng mình quay Cái cột cột cái. cái này mình đổ sắt phi bao nhiêu nhỉ? Sắt này sắt 14. 14 hết, cả cột quận 14 à? Cột quân cũng 14 hết. Như cái cột từ mặt sàn này lên cái đấu dầm này là bao nhiêu? Đây lên đây là 2m9. 29 à? Khá là rộng rãi kìa. Đây là mình những con 7 khá là đẹp này. Cái này như cái hoa văn của câu đầu này là do theo yêu cầu của chủ nhà ấy nhỉ? Vâng đúng rồi, cái này là tùy theo gia đình mình yêu cầu thì mình chạm nào mình chạm đấy. Một gian này mình rộng bao nhiêu? Gian này sang đây là 2m8. 28 à, một gian này chiều ngang. Chiều ngang này là đây sang đây là 4m. 4 mét tất tần tật. Sân nách là 2m. À, ra xà lách này là 2 mét luôn, còn Đúng rồi. từ cái gian chính này là 4 mét Đúng rồi. à. Đây là mình để sắt này để chuyển, để cái những cái đầu mấu sắt này là để Đây là mình làm sắt chờ để lúc mình ghép sàn mình để ghép sàn xong mình móc này để làm sắt chờ đấy. sắt để đổ sàn đấy nhỉ. Đúng rồi. Ví dụ mình làm ở đây hiện tại là bao nhiêu tiền một vỉ này? Đây hiện tại đang bây giờ đang thi công ở đây mình là 15 triệu một vỉ. 15 triệu một vỉ. Đây là của đồng bào người dân tộc Lùng nhỉ? Đúng rồi. Gốc người Hà Giang xuống đây sinh sống nhỉ? Thế là mình làm là đổ cái lan can kia là rộng ra bao nhiêu? Lan can kia 1m3. 1,3 m, làm luôn cầu À, thang theo luôn. phong tục dân tộc Nùng mình thì mình làm đấy để lên cầu thang luôn. Ví dụ như cái này là mình có thể làm một cái vỉ này có thể làm rộng hơn một tí cũng được nhỉ? Đúng rồi. Đây khoảng 7, quý vị và các bạn xem đây. Thì những cái sắt của cái dầm này là mình đi sắt bao nhiêu đây? Đây là sắt 12. 12 à? Còn cột là mình đi 14 Cột mình chạm 14. à? Những cái dầm xà lại đi 12 hết Đúng rồi, dầm mình chạy 14, còn xà là mình chạy 12. Dầm chạy 14 à, xà chạy 12. Những con 7 kia là mình đục theo, con lợn kia là mình đục theo của gia chủ nhỉ? Đúng rồi. Quý vị và các bạn cùng xem này, truyền ba của một ngôi nhà sàn bê tông tại đây. Vâng, em rất cảm ơn anh nhé. Rồi, cảm ơn mọi người nhé. Đây là bếp của mình đây nhỉ? Ngồi bếp. Bếp mình rộng phết đấy, Bếp này 4 mét à? 4 mét. Bên kia mình để chờ để làm cái Nhà công trình phụ. công trình phụ ở đấy. Quý vị và các bạn cùng xem nhé, qua vào cái cùng mẫu này. Nếu quý vị có thấy hay thì hãy comment bên dưới. Làm thì theo cái khung mẫu này thì hãy liên hệ bên dưới nhé, comment bên dưới để liên hệ với đội thợ xây này nhé. Đây, hoa văn khá là đẹp luôn mọi người này. Đây quý vị và các bạn này, đây là cái cầu thang chính đi lên đây. Đây các mẫu sắt này là để chờ sắt để đổ sàn, ghép sàn. Đội thợ này sẽ hỗ trợ ghép sàn cho chủ nhà, còn chủ nhà sẽ tự đổ hộ trộn bê tông nhé mọi người nhé. Đây toàn cảnh bên là bếp, bếp này thì cầu thang đây. Đây có một cái cầu thang phụ bếp đi lên đây. Chủ nhà thì có trốn một cái cột cái ở giữa của cái gian này.
Đấy, mọi người xem, ra này sẽ là trốn một cái cột cái. Hoa văn xà lách, con tôm, con ngoé khá là đẹp. Đây là những cái dầm xà, quân dầm xà để đổ ở đây, quý vị các bạn này. Có thể ghép những như này để làm để đổ cái dầm này. Đây, hoa văn của câu đầu của câu 7, con 7 này. Để quý vị các bạn xem. Đây, của cái xà đấm nhá, hoa văn của xà đấm đang cắt ra để ghép dầm xà để đổ dưới nhá. Đây là những khung cột để đổ bê tông đây. Đây là khung cột bằng tôn. Khung luôn đây, không phải quấn tôn nữa mọi người nhá. Đây thì sẽ quay toàn cảnh đằng sau. Quý vị và các bạn cùng xem một lần nữa. Mong quý vị và các bạn luôn luôn đồng hành và ủng hộ kênh Lợn TV.